hi hi. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đào Bá Lộc. Ngày hôm nay giống như trên phần title sẽ là một clip mukbang. Nhưng mà quan trọng hơn hết á, Lộc sẽ giới thiệu cho mọi người quán ăn của má của Lộc. Nhắc rất là nhiều nhưng mà ngày hôm nay mới qua biết làm sao không? Qua mất công sợ bị sai lắm, con cái có hiếu lắm, ba cái mình nhờ giả. Trốn trước cho nó lẹ, để hôm nay Lộc mang cho rồi. Quán khói của má Lộc có địa chỉ là đối diện số 1 đường 34 phường Bình An, quận 2. Xin chào hát tôi Thủy Tiên, hát Thủy Tiên chào mọi người đi. Rồi, có một vài câu hỏi nhanh nha. Đầu tiên á là quán khói năm nay là đã được bao nhiêu tuổi hả? 6 tuổi. Mẹ Nala lớn lên bà mẹ nhìn cam nha. 6 tuổi rồi. Miêu tả quán khói trong vòng 3 từ đi. Nếu mà để miêu tả quán khói chỉ dùng 3 cụm từ thôi thì mẹ sẽ nói về quán khói như thế nào? Ngon, bổ, rẻ. Trả lời rập khuôn dễ sợ. Không có hiểu. Điều gì ở quán khói mà khiến mẹ tự tin nhất? Thật lòng. Chứ không phải hay chửi khách. Không. Không có chửi khách. Thật lòng. Hứa không có chửi. Đây là em gái của Lộc, phụ trách thu ngân, có năng khiếu đó là hay tính sai bill. Đây là dì của Lộc, cũng là phụ bếp của má luôn. Bây giờ là mình đang bóp cơm để mình chiên cơm nha. Ngày hôm nay được ăn miễn phí nữa chứ. Ai hả, mình đi làm sau đó mình để dành tiền, mình xài tiền của chồng, sau đó mình giận chồng thì mình về cho má nuôi. Trời, một cách tiết kiệm quá là xấu nhất. Món đã lên rồi nè, chúng ta có gỏi xà lông nè, gỏi tép đầm bông điên điển miền Tây nè he. Rồi chúng ta có ếch núp lùm nè, là ếch rang muối đó, nhưng mà nó núp dưới một cái lùm xả thì gọi là núp lùm. Có chân gà nước mắm nè. Và đặc biệt á là có bắp bò, một lát hồi chúng ta sẽ nhúng sa tế. Bây giờ chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói chuyện nha. Lộc cũng có chuẩn bị sẵn ở đây một vài câu hỏi Q&A trên Instagram nữa. Vừa ăn vừa tám nha mấy má. Kêu một cái ly bia ra mà. Tiên á, chắc là chúng ta sẽ ăn gỏi xà lông trước nha. Em xà lông ơi, em ấy rất là tươi. Sau đó chúng ta sẽ kẹp với hành tím mà đã được ngâm rồi. Cân, lấy mét nè, Bây giờ mình sẽ chấm vào sốt. Ẻn. Trời, nuốt cái tóc vô quá. Sốt thì cay, tỏi chui. Câu hỏi đầu tiên, dễ nuốt cái nha, vừa ăn vừa nó mát thật sự lắm. Lộc cho em hỏi về môi nha. Môi Lộc có tiêm filler không ạ? Và Lộc tiêm ở đâu á? Cảm ơn. Vậy là coi như hỏi vậy thôi chứ ý là hỏi chỗ tiêm là nói là tôi tiêm phải không bà? Nó giận dễ sợ nè. Cái mỏ gì sao bơm? Cái bờ mỏ thịt bò trứ danh của người ta. Hỏi cái là biết á, không có hay coi lóp rồi đúng không? Khách giảng like đúng không? Mà hay thắc mắc về sản phẩm lắm. Hỏi hỏi rồi có chốt đơn không? Được cái mỏ đấy, giả cho một cái. Tiếp theo chúng ta sẽ ăn một cái món gỏi nha. Rất là miền Tây luôn. Nguyên quán của má Lộc á, với Lộc á là ở dưới Trà Vinh đó, quê ngoại thôi. Chúng ta sẽ múc tép. Chúng ta sẽ múc tép nè. Lộc ăn uống rệt rớt lắm, không có được có nết lắm. Bông điên điển. Cũng có một xíu hành tím và rau răm nữa. Thôi mà có một ly rượu đế mà đưa là đồ má mình nấu cho lại mình thấy ngon nha. Phải khen chứ, đâu có trả tiền đâu, qua ăn trực mà. Câu hỏi thứ hai, kích thước hay kỹ năng? Con nít quỷ nè, con nít quỷ nè nha. Tại sao mà không có vừa có được kích thước vừa có kỹ năng ta? Lộc nói giỡn á, thật ra quan trọng nhất á không phải là kích thước hay cũng không phải là kỹ năng, mà phải gọi là có cảm xúc. Đôi khi cái người mà mình thích á, crush á, nắm tay mình thôi là mình muốn xỉu rồi. Quan trọng là phải thích nhau. Thích nhau là tự nhiên sẽ nhiệt tình. Nhiệt tình á hả, là bài vở rồi sẽ đủ kiểu hết à. Trời ơi, Lộc thật là một người quan trọng tình cảm. Trung thủy lắm á. Tiếp theo là một món mà Lộc rất là thích luôn, đó là ếch gan muối, ếch rang muối.
một cái miếng ếch mà cái da của nó giòn giòn y như là gà rán, giòn hơn gà rán luôn, nó phủ một cái lớp muối mặn mặn nhẹ nhẹ, rồi cả cái cọng sả ở trên đây cũng ăn được nữa. Lập sẽ ăn cái cọng sả trước nha. Cái sả này là cái lùm mà hồi nãy con ếch núp ở trong đó đó. Sả chiên rất là ngon. Lập sẽ lập cái da, lập ăn cái da cho mọi người nghe được cái tiếng giòn giòn của cái da nha. Hồi lúc mới quen á, người yêu của Lộc á tá quả luôn, nói với Lộc á hả, một con mà làm Lộc tổn thương hết sức gì đó. Anh tưởng là em ăn ít lắm, ai dè em ăn như công nhân vậy đó. Buổi trưa em ăn 4-5 chén cơm. Trời, con hỏi tiếp theo. Để hiểu một người con trai thì mình nên nhìn hành động hay là thái độ đối xử với mình. Thật ra thì Lộc nghĩ á, dĩ nhiên nếu mà bắt buộc phải chọn thì chắc chắn là phải là hành động nó sẽ quan trọng hơn, đúng không? Tại vì á, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm cớ. Cho nên mọi người hãy nhớ là để ý những cái cử chỉ mà nhỏ nhất nha của cái bạn trai đối với mình. Nhưng mà thật ra nếu mà thật sự hợp nhau á, thì mình đâu cần phải băn khoăn và đặt ra quá nhiều câu hỏi đâu, đúng không? Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi em ơi. Câu hỏi tiếp theo toàn là mấy câu hỏi về tình yêu không hà. Cho em hỏi là làm thế nào để người yêu của mình thật lòng với mình và mình thì không có nghi ngờ nữa. Lộc nghĩ á, đàn ông tốt á, thì không cần phải quản, đàn ông xấu á, thì có muốn quản cũng không được. Thay vì chúng ta dành quá nhiều thời gian để kiểm soát một người, tại vì là mình đầu tư hết cái hạnh phúc của mình vào người đó, thì thay vì điều đó chúng ta hãy đầu tư hạnh phúc vào bản thân mình đi. Đầu tư vào những khía cạnh mà mình có thể kiểm soát được, để mình không có bị phụ thuộc vào người khác. Bởi vì chúng ta mà đến với nhau chỉ là hữu duyên thôi, không có ai mắc nợ ai hay là sở hữu ai cả. Lộc có đọc được một câu này tiếng Anh rất là hay, đó là chúng ta sinh ra đơn độc, chúng ta mất đi cũng đơn độc. Tất cả những gì mà chúng ta có trong hành trình cuộc sống của mình đó là một món quà. Cô giáo mệt quá mấy đứa, bây giờ chúng ta sẽ ăn tiếp nha. Chúng ta sẽ ăn tiếp một món, đó là chiên gà nước mắm. Yummy yummy. Cái sốt ở quán của mẹ Lộc thật ra là món nào cũng có cả, theo cái thủy hải sản và tất cả các nguyên liệu theo mùa. Nhưng mà mẹ rất là giỏi niêm nếm cái khâu niêm nếm và các loại sốt, cho nên nó là cùng một món nhưng mà ở đây nó sẽ có những cái công thức rất là secret, rất là đặc biệt. Không có gì hơn ngoài việc hóng bài hát mới của Lộc. Chúc Lộc thành công. Cảm ơn bạn nha. Lộc cũng đang cố gắng để hoàn thiện MV và album nhanh nhất có thể. Trong lúc mà chờ bò sa tế sôi lên để mà mình nhúng bắp bò vô, thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời nhanh một số thêm một số câu hỏi nữa nha. Lúc hát bạn này lịch sự nè. Ok em. Nên sử dụng nước hoa hay lăn khử mùi không ạ? Bi ơi. Chưa quay xong mà đang quay trả lời những câu hỏi nhạy cảm khiến cái phụ huynh lướt qua mẹ cái họng lại. Lại nha, đang nói ba cái chuyện bậy bạ, cái má ra hỏi là con quay xong chưa. Quéo, đâu có dám nói bậy đâu trời. Lúc mà hát thì có nên sử dụng nước hoa hay lăn khử mùi không? Nên nha em, phải thật là sạch sẽ rồi thơm tho nha, nhưng mà nhớ là sạch rồi hẳn thơm nha, đừng có xịt vô thơm vô, đừng có bị mất công là hả lột xuống cái. Thôi đóng lại đi anh ơi. Thôi đi baby. Nếu người yêu Bi không gái gú nhưng mỗi lần nhậu là say xỉn thì Bi có chịu nổi không? Trời, gõ gàng dĩ nhiên là không rồi. Mọi thứ thì nó nên cân bằng, vừa vừa phải phải thôi, đừng có hành hạ nhau nha. Liệt kê những món ăn Bi nấu giỏi nhất đi ạ. Mỗi ngày cái mà Bi nghĩ là Bi nấu ngon nhất đó là mì gói, sau đó Bi rất là hay pha cà phê. Hết Bi. À không, Bi có thể luộc trứng nữa, sau đó Bi có thể nấu được một ít đồ chay và luộc bông cải với khoai lang. Bi có sở thích gì xấu mà không thích để người khác biết không? Bi có thừa hưởng một cái năng khiếu từ má của Bi ở trong, đó là một cái nét hơi hung dữ, hơi chữ trần một xíu. Có cái thuốc nào uống vô hết gây lộn với bồ không chỉ Bi nha. Xôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhúng bắp bò vô nha. Cái này thì cái nước sốt của nó đó chính là cái nước chấm luôn. Trời, món này Bi rất là thích nha. Bây giờ chúng ta sẽ múc một ít nước sốt, chúng ta bỏ vào trong cái chén của mình. Một lát hồi á, cái nước sốt sa tế này nó nguội lại, nó sẽ là cái nước chấm cho cái em thịt bò rất là yummy luôn. Cái món này thì phải cuốn với rau. Cuốn là cái mà, trời, thịt bò hét chưa, em lo nấu á. Cuốn một cái là Bi rất là dở luôn. Mà Bi, nói chung là Bi vụng về lắm. Hôm bữa, thịt bò gần chín rồi nè. Hôm bữa Bi qua nhà người yêu á, xong rồi nhà ảnh người Bắc á, hôm đó thì ăn thịt cuốn hay gì đấy. Thì Bi thấy mọi người làm mà mình ngồi thì kỳ quá, mà mình đâu có biết nấu đâu. Cái Bi nói là dạ bác, để con bưng cái dĩa sau này nha. Bi bưng từ bên sàn nước qua,
mà Bi hay đi kiểu khách quấn mà quấn có trời ơi, Bi đập một cái chảng vô trong vai của bố người yêu. Xin lỗi bố. Rồi đây, em thịt bò đã chín rồi. Ta da, rau này mọi người, chúng ta sẽ cho một cái lát salad. Sau đó Bi nhớ là có khế nữa, có khế. Hôm nay không có khế rồi, giận quá à. Lát trừ bớt, à quên, mình ăn miễn phí mà. Mình sẽ bỏ một ít rau, có nhiều loại rau mà Bi không biết tên, nhưng Bi sẽ không phát biểu thì mắc công người ta biết là người ta dèm pha là Bi đẹp mà nông cạn thiếu kiến thức. Sau đó chúng ta sẽ bỏ thịt bò vô. Rồi chúng mình sẽ cuộn lại. Bi cuộn rất là xấu rồi mọi người. Rồi chúng ta sẽ cuộn lại. Sau đó chúng ta sẽ chấm vào miếng sốt. Ngon quá. Và bây giờ thì Lộc sẽ cuộn thêm một vài cuốn nữa cho bầu của Lộc nha. Và vlog của chúng ta ngày hôm nay đã hết rồi. Hy vọng là mọi người đã có những phút giây giải trí thật là vui vẻ. Và ai rảnh ở quận 2 thì nhớ ghé quán của má Lộc nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.